Đêm rằm Trung thu là một buổi lễ đầm ấm do Hội người Việt Nam thành phố Krasnodar, miền Nam nước Nga tổ chức vào đúng đêm rằm tháng 8 âm lịch. Đến dự ngày vui của mình có đông đảo các cháu thiếu nhi là con em cộng đồng đang làm ăn sinh sống tại đây. Các em được tham gia các trò chơi dân gian, chơi đèn ông sao và xem tiết mục múa lân sôi động. Chủ tịch Hội người Việt tại Krasnodar Trần Quốc Triệu cho biết, đây là hoạt động thường xuyên của hội trong mỗi dịp Tết Trung thu về nhằm duy trì nét đẹp văn hóa dân tộc, tạo sân chơi bổ ích cho các cháu thiếu niên nhi đồng cũng như toàn thể bà con cộng đồng. Trước khi phá cỗ, cộng đồng và các cháu thiếu nhi đã được thưởng thức một đêm ca nhạc đặc sắc do chính các ca sĩ, diễn viên cộng đồng biểu diễn. Cùng chia vui với các bạn nhỏ Việt Nam, các bạn Nga cũng tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật với các tiết mục ca múa nhạc, ảo thuật đặc sắc, đem lại không khí hiếu nghị, đoàn kết cho buổi lễ. Cùng với Hội người Việt ở Krasnodar, Tết thiếu nhi năm nay cũng được tổ chức ở hàng loạt địa phương trên toàn nước Nga, nơi có đông bà con Việt Nam đang làm ăn sinh sống với nhiều hình thức phong phú tùy theo điều kiện của từng nơi. Ở đâu thì các cháu nhỏ nhiều lứa tuổi vẫn được sống trong thế giới của chị Hằng, chú Quậy, những đèn ông sao đủ sắc màu và những món quà từ Việt Nam. Dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh ở nước ngoài, các bậc phụ huynh Việt Nam vẫn luôn mong muốn con em mình học tập tốt, hòa nhập với cuộc sống nước sở tại, nhưng không quên những nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc.